Xin chào quý các bạn và quý bạn khi quý bạn là lắp chiếc camera Hikvision mã DS2CV và một số cái camera wifi khác của Hikvision. Khi quý bạn lắp ở trên trần hay trên trên tường có hộp kỹ thuật và chiếc camera lắp được quay ngược như này thì vì các bạn xem chiếc camera thì đang bị ngược hình, và làm thế nào để chúng ta lật được cái hình ảnh thuận mắt để chúng ta quan sát nó tiện hơn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Thì các bạn sẽ vào phần mềm này, bạn kéo sang này, bạn di chuyển xuống cái biểu tượng dưới chân và các bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng đây. Khi các bạn bấm vào đây đấy, chúng ta đợi kết quả này và chiếc camera đã được lật hình, và mình đã hướng dẫn các bạn cách là chúng ta lật hình ảnh của chiếc camera Hikvision khi chúng ta lắp ngược trên trần hay là lắp quay chiếc camera xuống dưới như này, và để chúng ta theo dõi về theo thuận mắt thì chúng ta lật hình ảnh của chiếc camera. Thì mình đã hướng dẫn các bạn cách lật hình ảnh của chiếc camera Hikvision. Xin chân thành cảm ơn quý bạn đã theo dõi video phần hướng dẫn lật hình ảnh của chiếc camera Hikvision DS2CV 2Q21. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn bấm like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông giúp mình, để khi mình ra một video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, hẹn quý bạn ở video tiếp theo.